bây giờ chúng tôi test trực tiếp cái máy khoan đục bê tông hút Panda. Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy khoan đục bê tông của Husqvarna, model là HPD3008. Và đây là bên ngoài của chiếc máy của chúng ta. Đây là thùng máy. Thông số kỹ thuật của máy thì máy sử dụng điện 220V 60Hz, công suất của nó là 1400W và tốc độ đục là 4500 lần trên 1 phút. Vâng, bây giờ thì chúng ta hãy cùng mở thùng để xem bên trong có những phụ kiện gì. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là thùng bằng giấy cạc tông, nhưng mà bên trong thì sẽ cung cấp cho ta một thùng bằng kim loại. Đây là chiếc thùng kim loại ở bên trong, rất là chắc chắn, giúp ta bảo quản máy tốt hơn và thuận tiện cho việc di chuyển đến nơi khác. Ở đây là tôi sẽ mở bên trong cho các bạn xem. Đây là phần bên trong của thùng máy. Bên trong thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn. Đây là phiếu bảo hành chính hãng của Husqvarna. Phía trong thì còn có một chiếc khóa để mở châm mở bò, và theo đó là hai chỗ than sơ cua để các bạn thay thế khi chỗ than bị mòn. Và đây là thân máy của chúng ta. Ngoài ra thì nó còn cho thêm chúng ta 3 mũi khoan 8, 10 và 12. 2 mũi đục, 1 mũi tròn và 1 mũi bằng. Đó thì cũng họ cũng cho thêm cho mình là mở bò để châm vào trong máy. Đây là tổng quan thiết kế của chiếc máy. Máy được thiết kế rất là bắt mắt và sắc sảo, cầm rất là chắc chắn. Đây là tay cầm phụ của máy. Tay cầm phụ thì chúng ta có thể di chuyển để phù hợp với công việc của mình. Các bạn có thể xoay các chiều hướng khác nhau. Sau khi xoay thì các bạn cố định lại. Đây là nút chuyển, chuyển từ chế độ khoan sang chế độ búa đập. Các bạn chỉ cần xoay cái nút này đến khi vào khớp. Đầu trên này thì là chỗ gắn mũi khoan, mũi đục. Đây là chỗ để vào mở bò, thì các bạn dùng khóa này, các bạn mở ra và châm mở bò vào đây. Phía dưới này là động cơ của máy. Phía sau thì chúng ta sẽ có, đây là cò của máy. Tay cầm chắc chắn và vừa vặn với tay, chống trơn trượt khi chúng ta làm việc. Bên hông này thì nó sẽ ghi thông số kỹ thuật của máy. Máy có thể đục đường kính lên đến 30cm. Đây là toàn bộ chiếc máy. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp mũi khoan. Đây là mũi khoan của chúng ta, mũi khoan 12 ly. Khi lắp mũi khoan thì các bạn chỉ cần đặt mũi khoan lên, thả ra, như vậy là mũi khoan đã được giữ chắc. Khi tháo ra thì chúng ta sẽ kéo cái này xuống và rút mũi khoan ra. Đấy, thay rất là dễ dàng. Tương tự như vậy thì chúng ta lắp mũi đục.
Đây là mũi đục nhọn của chúng ta. Chúng ta cũng lắp tương tự. Các bạn kéo xuống, đặt mũi khoan vào và thả ra. Rất là chắc. Và khi tháo ra thì các bạn cũng kéo xuống và rút ra như bình thường. Bây giờ thì tôi sẽ cắm điện để thử chiếc máy này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuyển qua chế độ khoan. Đây là chế độ khoan của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển qua chế độ đục. Các bạn muốn kiểm tra chế độ đục thì chúng ta sẽ rất là quan của chiếc máy. Vâng, như vậy là tôi đã giới thiệu cho các bạn chiếc máy khoan đục bê tông Husqvarna HBD3008. Nếu các bạn quan tâm đến chiếc máy này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến xem máy trực tiếp tại cửa hàng. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.